Tổng thống Hoa Kỳ và đệ nhất phu nhân vừa tổ chức một bữa tiệc Halloween tại Nhà Trắng với chủ đề là các tác phẩm văn học về Halloween. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đón tiếp khoảng 8.000 khách tới dự bữa tiệc lễ hội ma được tổ chức ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Cho dù thời tiết không thuận lợi, có mưa, nhưng các em nhỏ đến từ các trường công trong khu vực và đến từ gia đình các quân nhân Hoa Kỳ đều háo hức tham gia bữa tiệc và được phát kẹo cùng với sách. Các nhân viên làm việc trong Nhà Trắng cùng người thân cũng được mời tới bữa tiệc này. Chủ đề hóa trang năm nay là những tác phẩm về ngày lễ hội ma với tên gọi Halloween. Và tâm điểm của bữa tiệc là buổi đọc sách 10 quả bí ngô đáng sợ của đệ nhất phu nhân, bà hóa thân thành đệ nhất mèo và đọc sách cho các em nhỏ. Bữa tiệc lễ hội ma Halloween được tổ chức tại Nhà Trắng từ giữa thế kỷ 20 và trở thành một truyền thống qua nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là năm thứ hai ông Biden và vợ tổ chức bữa tiệc này.